trò chơi thì em học được rất là nhiều điều, kể cả những việc mà khó khăn, sự cân bằng, sự nhanh nhẹn, sự lý trí, phải quyết định rất kỹ để có thể vươn ra những người đúng để chơi được. Trò chơi này đã giúp cho tụi em rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm cho tương lai sau này. Và sau trải nghiệm của ngày hôm nay thì tụi em cảm thấy rất là vui khi mà được tham gia. Chúc thầy cô và chuyến đi thành công tốt đẹp. Tôi là Zeya, bạn là Zeya, chúng ta là Zeya. Chính là thanh xuân và với chúng tôi